Ủa cá này giống như cá cha mà. Đó, cá cha con. Cá cha con hả? Dạ. Ồ đảo. Ủa anh, mỗi bữa em nhớ câu binh động kia nhiều lắm mà phải không? Nó theo, nó đi đâu mình theo đó. Em nhớ là ngâu ngay cái đường đó kìa. Phải quay cái này. Quay chơi mà. Quay chơi. Biết mồi đồ của nó luôn. Không nhiều nhiều người ở trên giống như trên mạng người ta thích, mình quay coi cái này nè, mình quay cho người ta coi á. Dạ. Này này bỏ vô keo á quay. Cái này mình bắt ở đâu vậy anh? Dạ mua. Mua cái này là mình 5.000 đó. Mua ở đâu vậy anh? Mua ở chỗ bán đồ câu cá nè, nhiều lắm. Dạ hả? Ừ. Ô mồi này là mồi này mồi bén hơn ông nghệ ngày xưa. Cái này dế nhủi không? Không, dế ba cái dế thường. Dế thường. Ủa, cái con cá này vậy nó đâu lớn nữa quý. Lớn. Không? Ủa, này ở cá chồ ấy là. Cá cha con. Cá cha con là cái con bán cá sát hả? Con bán cá sát. Dạ. Không, ừ, đã có con cá giùm nó quở một cái đó nghe. Đó đó. Không có quá thế luôn. Phải chờ để giật được cái con nào đó. Dính lên ha. Dạ đúng rồi. Đi sửa sẵn đi đó hả? Ủa anh, ngoài cá này cô còn dính con nào khác không ta? Cá rô nè. Mà có bò kìa. Con này có chỉ dưới là nó thôi. Trời trời. Anh kia anh đuốc phát hai cần câu. Cái này đưa qua ba bốn cần câu mình để ba bốn chỗ ha. Dạ. Cái này mồi trùng. Trùng này là trùng quế hay là trùng gì em nhỉ? Trùng nó bán ngoài chợ. Gọi là trùng sữa trùng. Dạ. Cái này mình được mấy con này nhỉ? Cái rô. Ô. Cá rô cái gì vậy ta? Cá rô. Cá cha con. Cá rô được một con. Cái này vài bữa nó chắc mình đi câu theo quá. Cá cha con. Y hệt cá chốt mà anh ơi. Cái này câu để giải trí thôi. Chính một con cá chốt rồi. Ủa, cá cha con rồi. Cái này đi có nào thổi tắm nước vô rồi cá nó dồn vô.
rồi. Dính dây rồi. Rồi. Đã dính dây ở dưới rồi. Này phải kéo lại mạnh mới được. Thank you.